Lực lượng Mỹ hạ máy bay không người lái của Iran ở miền đông Syria Nhiều người thiệt mạng trong trận lũ lụt ở Tennessee, hàng chục người mất tích Cuộc vận động mới nhất của ông Trump thu hút 30.000 người tham gia Một tháng sau thảm họa Trịnh Châu, Hà Nam lại mưa lớn, cảnh báo cấp 1 đã được đưa ra Động thái lạ của truyền thông Trung Quốc sau chuyến đi của Thủ tướng Lý Khắc Cường đến vùng lũ Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Thế giới trưa ngày 23 tháng 8 của DKN TV Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Các lực lượng do Mỹ dẫn đầu ở Syria đã bắn hạ một máy bay không người lái, được cho là của Iran vào hôm thứ Bảy, một quan chức quân đội cho biết hôm Chủ nhật. Người phát ngôn của Liên Quân, Đại tá Wayne Maroto, Đại tá Lục quân Mỹ nói với Reuters Máy bay của Liên Quân đã tham gia và đánh bại một máy bay không người lái UAS thông qua giao tranh không đối không trong khu vực lân cận của địa điểm hỗ trợ sứ mệnh Làng Xanh. Một nhà báo của Fox News báo cáo rằng máy bay không người lái là của Iran và bị bắn hạ sau khi bay quá gần với một trong số 900 lính Mỹ được triển khai ở miền đông Syria. Máy bay không người lái được cho là của Iran đã từng bị lực lượng Israel bắn hạ. Vào năm 2020, Israel tuyên bố đã phá vỡ một âm mưu lớn liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái tấn công của Iran bay từ cao nguyên Golan của Syria vào Israel. Một số máy bay không người lái của Iran đã bị nhiều nước cáo buộc được sử dụng trong một cuộc tấn công chết người và một tàu chở dầu do một công ty thuộc sở hữu của Israel điều hành vào tháng trước. Đầu tháng 7, lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần căn cứ của lực lượng này ở mỏ dầu OMA ở phía đông nước này. Các đội cứu hộ đã tìm kiếm trong tuyệt vọng trong bối cảnh những ngôi nhà tan tành, những mảnh vỡ ngổn ngang và hàng chục người vẫn mất tích sau trận mưa kỷ lục khiến nước lũ dâng cao ở miền Trung tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ. Chính quyền cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 50 người khác vẫn mất tích cho đến hôm chủ nhật. Theo các thành viên gia đình sống sót, trong số những người thiệt mạng có một cặp song sinh bị cuốn khỏi vòng tay của cha mẹ các bé lũ lụt ở các vùng nông thôn đã cuốn trôi đường xá, tháp điện thoại di động và đường dây điện thoại, khiến các gia đình không chắc chắn về việc liệu những người thân yêu của họ có sống sót sau trận đại hồng thủy được coi là chưa từng có này hay không. Cảnh sát trưởng hạt Humphreys, Chris Davis, hôm Chủ nhật cho biết nhiều người mất tích sống ở các khu vực lân cận nơi nước dâng nhanh nhất. Dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết lượng mưa lên tới 430mm đã rơi xuống hạt này trong vòng chưa đầy 24 giờ vào hôm thứ Bảy. Dường như phá vỡ kỷ lục của Tennessee về lượng mưa trong một ngày. Trang Facebook của văn phòng cảnh sát trưởng quận Humphrey tràn ngập những người đang tìm kiếm bạn bè và gia đình mất tích. Các trang GoFundMe được triển khai để yêu cầu người giúp đỡ chi phí tang lễ cho những người đã chết, bao gồm cả cặp song sinh 7 tháng tuổi bị giật khỏi vòng tay của cha mẹ khi họ đang cố gắng trốn thoát. Nghiên cứu khoa học gần đây đã xác định rằng các trận mưa cực đoan sẽ trở nên thường xuyên hơn do sự thay đổi khí hậu. Chrissy Holly Nhà khí tượng học thuộc cơ quan thời tiết ở Nashville cho biết, chúng ta có một lượng nước đáng kinh ngạc trong bầu khí quyển. Các cơn rông đã phát triển và di chuyển trên cùng một khu vực và lặp đi lặp lại. Vào tối ngày 21 tháng 8, theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Donald Trump đã tổ chức một cuộc vận động tại tiểu bang Alabama mà các nhà tổ chức sự kiện nói với Breitbart News rằng ước tính có khoảng 30.000 người tham gia, dù trời có đổ mưa. Cuộc vận động có sự tham gia của Thượng nghệ sĩ Tommy Tuberville, Trung tá Will Answorth, Tổng trưởng lý Alabama Steve Marshall. Họ cho rằng cựu Tổng thống vẫn đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công chính trị của Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Alabama. Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng cuộc vận động vào tối thứ Bảy đã huy động được quỹ ở mức kỷ lục là 1,2 triệu đô la cho Đảng Cộng Hòa tại Alabama. Ông Trump phát biểu, thông thường tôi sẽ nói rằng, được thôi, tôi sẽ quyên góp tiền, nhưng các anh có thể lấy một nửa, và chúng tôi lấy một nửa, và chúng tôi đưa nó vào chiến dịch của tôi, nhưng tôi lại chỉ nói, cái gì vậy? Alabama giỏi quá, hãy giữ lại toàn bộ số tiền đi. Sau trận lũ lụt vào ngày 20 tháng 7 ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã gây ra những thảm họa tự nhiên và nhân tạo nghiêm trọng khiến hàng trăm người thiệt mạng và thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Hà Nam lại gặp phải một trận mưa lớn khác. Tuy nhiên, lần này các nhà chức trách không dám lơ là và liên tiếp đưa ra lời cảnh báo mưa bão màu da cam được nâng cấp thành cảnh báo mưa bão màu đỏ vào ngày chủ nhật 22 tháng 8. Một số khu vực đã bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp 1 kiểm soát lũ lụt vào chủ nhật. Theo báo cáo, Trịnh Châu sau khi hứng chịu trận lũ lụt nghiêm trọng một tháng trước đã thông báo vào ngày 21 tháng 8 rằng họ sẽ bắt đầu ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ 2 và các xe buýt của thành phố đã bị đình chỉ trong 2 ngày. Trụ sở phòng chống lụt bão và cứu trợ hạn hán thành phố Trịnh Châu cũng đã gửi một lá thư tới tất cả người dân nhắc nhở họ đề phòng mưa lớn bất thường và gió giật cấp tám Giao thông tỉnh Hà Nam cũng bị ảnh hưởng. Từ 0 giờ ngày 22 tháng 8, 59 chuyến tàu bị tạm dừng hoạt động trong một ngày. Những trận mưa lớn từ Tây sang Đông bắt đầu vào đêm ngày 21 ở Hà Nam và đạt mức mạnh nhất vào ngày Chủ nhật. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu da cam lúc 6 giờ sáng ngày Chủ nhật. Mưa lớn đã xảy ra ở các khu vực cục bộ ở Giao Châu, Tân Hương, Trịnh Châu, Khai Phong và các nơi khác ở Hà Nam. Trong đó, lưu vực Tứ Xuyên và Hà Nam có lượng mưa lớn nhất với lượng mưa cục bộ lên tới 250 đến 400 mm. Vào lúc 1 giờ 20 phút chiều ngày 22, Đài quan sát khí tượng Hà Nam đã đưa ra một cảnh báo đỏ khác về mưa lớn. Theo Reuters, hiện tại Huỳnh Dương và trường viên của Hà Nam đã khởi động chương trình ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ đô thị cấp 1. Trong thời gian hai nơi thực hiện yêu cầu ứng phó với kiểm soát lũ cấp 1, các doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất, hoạt động ngoài trời, thương mại, giao thông công cộng, các danh lam thắng cảnh, các cung đường hiểm trở cũng dừng hoạt động. Các cống ngầm đều được đóng lại, các hồ chứa đều chuẩn bị sẵn sàng cho việc chống lũ. Trận mưa lớn kỷ lục ở Hà Nam vào tháng trước, cùng với những sai lầm lớn trong việc cảnh báo sớm và ngăn chặn thông tin của các cơ quan chức năng, đã dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của người dân với hơn 300 người chết. Tuy nhiên, ngoại giới đã đặt câu hỏi rộng rãi về con số tử vong chính thức, đặc biệt là những người chết đuối trong tàu điện ngầm số 5 và đường hầm Bắc Kinh Quảng Châu. Một số ước tính nói rằng số người thiệt mạng có thể lên tới hàng nghìn, bởi vì chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ sự thật và thậm chí cho phép cảnh sát địa phương và những người khác can thiệp và quấy rối các hoạt động phỏng vấn hợp pháp và bình thường của các phóng viên truyền thông nước ngoài ở Hà Nam. Thế giới bên ngoài không thể biết hoặc xác minh được số người chết thực sự. Hôm 19 tháng 8, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin chuyến đi Hà Nam của Thủ tướng Lý Khắc Cường đã bắt đầu một ngày trước, tức ngày 18 tháng 8, nơi có ít nhất 300 người đã thiệt mạng trong các trận lũ lụt hồi tháng 7. Ông Lý đã bắt đầu chuyến đi của mình vào sáng ngày 18 tháng 8 đến thăm những người dân có nhà cửa bị lũ nhấn chìm, đường hầm tàu điện ngầm nơi những hành khách bị thiệt mạng do lũ lụt và các khu đất nông nghiệp bị ngập trong nước lũ. Trong chuyến đi này, ông Lý đã kỷ luật các quan chức và hứa sẽ buộc các quan chức đó phải chịu trách nhiệm về những sai sót trong trận lũ lụt này. Mãi đến đêm ngày 19 tháng 8 thì các phương tiện truyền thông nhà nước mới đưa tin về chuyến thị sát của ông Lý. Người dân đã biết về chuyến đi này của ông Lý qua hai hình ảnh quay bằng điện thoại di động với các đoạn video chất lượng thấp mà hội đồng nhà nước, cơ quan quản lý trung ương của Trung Cộng do ông Lý lãnh đạo đã đăng tải trên trang web chính thức của họ. Thông thường, hai kênh truyền thông nhà nước của Trung Quốc là Tân Hoa Xã và CCTV sẽ đưa tin về các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo trong vòng vài giờ. Các nhà bình luận về vấn đề Trung Quốc ở hải ngoại cho biết, họ tin rằng sự chậm trễ trong việc đưa tin của truyền thông nhà nước thể hiện một sự phản ánh rằng ông Tập Cận Bình không tin tưởng ông Lý và rằng ông Lý có thể sẽ về hưu sau khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc vào năm 2023. Ông Lý từng là bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một tỉnh nông nghiệp chủ đạo và sau đó là Liêu Ninh, một tỉnh công nghiệp chủ đạo. Ông đã được đề bạt làm ủy viên thường vụ Bộ Chính trị vào năm 2007 và sau đó là phó thủ tướng vào năm 2008. Ông từng được coi là một nhà lãnh đạo tiềm năng trong tương lai của Trung Quốc trước khi bị ông Tập lấn át vào năm 2012. Hôm ngày 18 tháng 8, ông Lý đã đến thăm các thành phố Hạc Bích, Vệ Huân và Trịnh Châu ở Hà Nam và đã chủ trì một buổi hội nghị ở Trịnh Châu vào ngày 19 tháng 8. Trong đó, ông đã lệnh cho chính quyền tỉnh tái thiết các khu vực bị ngập trong trận lụt này và giúp đỡ các nạn nhân của trận lụt. Hai đoạn video ngắn mà Hội đồng Nhà nước đã công bố chứa nhiều thông tin hơn so với bản tin đăng trên phương tiện truyền thông Nhà nước Tân Hoa Xã. Một video đã ghi lại cảnh ông Lý đến thăm tuyến tàu điện ngầm số 5 của thành phố Trịnh Châu, nơi Trung Cộng tuyên bố hôm 27 tháng 7 rằng 14 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt hôm 20 tháng 7. Nhiều người ở Trịnh Châu tin rằng con số thương vong chắc chắn nhiều hơn. Trong đoạn video dài 2 phút này, ông Lý đã hỏi về mực nước lũ khi hàng trăm hành khách bị mắc kẹt bên trong đường hầm trong nhiều giờ. Sau đó, ông ra lệnh cho chính quyền thành phố trừng phạt những quan chức liên quan đã không cho ngừng dịch vụ tàu điện khi nước lũ bắt đầu tràn vào tàu điện ngầm và đã không kịp thu xếp việc cứu hộ kịp thời. Ông Lý nói, sau những mất mát nặng nề về người và của này, chúng ta nên rút ra bài học cho mình. Khi có một cảnh báo về các trường hợp đặc biệt hoặc nghiêm trọng, thành phố nên đóng và dừng bất kể hoạt động nào cần phải được đóng và dừng lại. Việc dừng các dịch vụ trước những thảm họa mà ông Lý đề cập cũng bao gồm các đường hầm cao tốc bên trong thành phố, nơi có hàng trăm phương tiện bị ngập trong trận lụt, với số người thiệt mạng bên trong đường hầm vẫn lang là một ẩn số. Ông Lý cũng đã yêu cầu các thành phố không chỉ tập trung vào xây dựng công trình trên mặt đất mà còn cần xây dựng công trình bên trong, chẳng hạn như hệ thống cống rãnh, hệ thống cảnh báo thiên tai và chất lượng của các tòa nhà. Thưa quý vị, mục tin thế giới trưa của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.